Hello mọi người, đã trở lại với cái kênh vlog của mình. Thì mình đang từ Đà Lạt để đi về nhà. Thì mình ghé qua quảng trường của mọi người để chụp tấm ảnh, rồi sau đó là mấy anh em cùng nhau đi về. Mà cũng đang dự tính là không biết đi về đường nào, để có thể là Đại Ninh, có thể là đèo Gia Bắc, có thể là Lộc Bắc, nói chung là thích đường nào thì đi đường đó thôi. Tại vì đi chung mấy anh em không à, nên là anh em thích đi đường nào thì mình cứ đi đường đó. Hello anh em. Thì bây giờ anh em mình sẽ đi lại cái giải đua Trường Làng. Cho em một chiếc xe nào mạnh mạnh xíu nha anh. Đâu cái chiếc nào mạnh mạnh thôi. Chở cho mọi người. Ghê quá. Để ông làng mở rộng. Ghê quá. Xây á, ngã ra lên lại mà mới thắng. Ghê quá mọi người. Đua đi chú Phong ơi. Đua đi. Dạ đua. Vô. Đây nè. Ở đó đua đó kìa. Có lái quá. Ngồi ngô nha. Mình giữ luôn mọi người ơi. Vô, ngay ngắn lại. Không chưa, chuẩn bị từ. Một, hai, ba, chạy. Sao không? Nói chung là cái này á, nó khó lái lắm mọi người. Nhưng mà chơi vui á, phải là chơi vui. Bao té mà thấy cũng té hoài à. Hư luôn hả? Chán vậy. Chú Kha, cho anh tắm với chú Kha. Rồi xếp vô chụp tấm hình nha. Máy cũ. Vòng đó ha. Ok. Hai vòng hay là một vòng? Hai vòng đi. Hai vòng cho đã. Mở cái rô chưa? Đó. Cái bốn tay đua nè. Đây, vô. Rồi trong to nè. Chú Kha đứng đi, chú Kha. 1, 2,
Không sao đâu, đi mình sẽ tới mà. Đi mình sẽ tới. Lướt đài rồi. Đợi luôn. Đợi luôn rồi, đợi đi. Mấy kiểu năng gian quá mọi người. Nó bò vô cái miếng đỏ không à. Mình thấy mọi người thấy mình thâm hậu không? Quá dữ. Ông ổn rồi. À, chết rồi. Cái lùm me đó. Tôi đang chơi mà mất thời gian quá, xin ra đi. Trời ơi. Là hết thời gian rồi chụp hình. Mất thời gian quá. 20 phút rồi. Quá bà. Mày ngồi đậu tao luôn nè. Nói chung mọi người ra Đà Lạt á thì nên thử cái trò này nha. Và rủ mấy anh em đi chung đây nè. Và hết bài luôn á. Rồi là khá là vui. Chú Bông ơi. Ây da, bê. Quá dữ đây em ơi. Đúa nè. Gì ghê vậy? Ngu. What the hell. Rồi thì bây giờ tụi mình xuất phát từ Đà Lạt về nha mọi người. Cũng 12 giờ đó. Rồi mấy anh em mang về. Đây, quá dữ. Đây cũng tay mình luôn. Có chia nữa. Bây giờ về thôi, ăn trưa xong rồi bắt đầu kiếm đèo để đẹp đẹp để mấy anh em mình vào về. Có gì vui mình sẽ quay lại cho mọi người coi. Nói chung mà nãy giờ chơi khá vui luôn á. Chơi là hơi bị đã luôn mọi người. Chơi thiệt.